미치고. Có một sự thật chẳng thể chối bỏ, đó là nhiều người trong chúng ta ít nhất một lần từng xả van dưới bể bơi. Thậm chí, trong các giải bơi lội thế giới, hiện tượng này vẫn xảy ra. Theo một thống kê do Hiệp hội Kiểm soát Chất lượng Nước và Sức khỏe Mỹ thực hiện, 1/5 vận động viên bơi lội thú nhận đã từng đi tiểu dưới bể. Việc tiểu tiện ở bể bơi công cộng rõ ràng là sai trái vì nó tiềm ẩn nguy cơ lan truyền nhiều dịch bệnh nguy hiểm. Tuy nhiên, nếu chừng đó chưa đủ để bạn nghĩ lại, thì đây là một nguy cơ khác và nó đến từ các axit có trong chính nước tiểu của bạn. Cụ thể thì axit uric trong nước tiểu có thể kết hợp với chlorine, hóa chất được dùng để khử trùng trong các bể bơi và tạo ra một số hợp chất kinh khủng. Mới đây, các chuyên gia Mỹ và Trung Quốc đã phối hợp với nhau để tìm hiểu vì sao trong một số bể bơi công cộng lại xuất hiện trichloramine và cyanogen chloride. Họ truy ngược lại nguồn gốc và nhận ra rằng nó đến từ một loại chất lỏng bên trong cơ thể người, nước tiểu. Cyanogen chloride là một hóa chất từng được dùng làm vũ khí hóa học với liều lượng cực lớn, trong khi trichloramine có thể gây kích ứng phổi và dị ứng trên da. Tất nhiên, hàm lượng độc chất có trong bể bơi là không đủ để gây hậu quả quá nghiêm trọng đến sức khỏe, nhưng cũng chẳng có gì đảm bảo bạn sẽ an toàn nếu tiếp xúc trong thời gian dài. Tiết trời nắng nóng, ai cũng muốn được đắm mình trong làn nước trong xanh. Vì vậy, để bảo vệ mọi người cũng như bản thân mình, hãy chịu khó vào WC để xử lý nhé! Sinh vật phù du. Phù du là loài sinh vật có họ với chuồn chuồn, với phần thân dài và đôi cánh mỏng manh tuyệt đẹp. Chúng là thức ăn cho cá, chim và những loài động vật có vú nhỏ. Thế nhưng cứ đến mỗi mùa hè, loài vật này lại gây phiền toái cho người dân sống quanh vùng sông suối, ao hồ. Tới mùa sẽ có hàng triệu con cùng một lúc ùm bay ra khỏi tổ. Loài sinh vật này bị ánh đèn thu hút. Chúng thường bay ra vào ban đêm và vây kín những nơi phát ra ánh sáng. Ấu trùng của chúng sinh sống dưới nước trong vòng một năm, sau đó chúng nở ra rồi trồi lên, kết đôi, đẻ trứng trên mặt nước rồi chết. Tất cả chỉ diễn ra trong vòng vài tiếng đồng hồ, nhưng cũng có nhiều con, sau khi tràn vào đường phố, liền đẻ trứng lên mặt đường trải nhựa vì dưới ánh phản chiếu của đèn đường, chúng tưởng đó là mặt nước. Trứng của chúng sẽ bị chết vì thiếu điều kiện sinh sống. Việc phù du xuất hiện nhiều chứng tỏ các khu vực sông suối quanh đó đang ở trong điều kiện sạch sẽ. Dù không gây hại cho người, cũng không cắn, đốt hay gây ngứa, nhưng số lượng quá đông đúc của chúng khiến người ta cảm thấy phiền toái, đặc biệt là phải vất vả dọn xác chúng vào buổi sáng hôm sau. Rồng rộc mỏ đỏ. Rồng rộc mỏ đỏ là loài chim hoang dã, được xem là đông đúc nhất trên toàn thế giới, với số lượng ước tính 1,5 tỷ đôi. Thậm chí các nhà khoa học còn ước tính số lượng thực sự của nó phải đến 10 tỷ con. Dù cơ thể nhỏ bé, mỗi con chỉ nặng khoảng 10 gram, nhưng nếu kết hợp lại, một bầy rồng rộc mỏ đỏ có thể khiến cho một cành cây lớn gãy đôi. Và khi chúng tập trung bay theo bầy đàn, thì cảnh tượng trông vô cùng dễ sợ. Cùng nhau, chúng có thể phá hoại nguyên một cánh đồng, và âm thanh chúng phát ra có thể khiến bạn điếc tai, nhức óc. Cua đỏ. Đây là loài cua đỏ đặc trưng của hòn đảo Christmas tại Ấn Độ Dương. Nổi bật với thân hình đỏ rực và đôi càng to lớn. Thông thường, cua đỏ chỉ sống trong các hang đào dưới đất trong rừng để tránh nắng. Đến mùa sinh sản, từ tháng 10 đến tháng 12 hàng năm, chúng sẽ đồng loạt di cư ra các vùng bờ biển để đẻ trứng. Với số lượng lên đến 40 đến 120 triệu con, đoàn quân cua đỏ này giống như một tấm chăn khổng lồ phủ kín mọi con đường trên đảo. Ước tính mỗi con cua phải vượt qua quãng đường dài 8 km trong vòng 8 đến 19 ngày. Chính vì thế, hiện tượng tắc nghẽn đường phố vì cua là điều rất thường thấy trên hòn đảo này. Thậm chí có nơi người ta phải đóng đường để nhường chỗ cho cua đi. Dù không gây hại gì cho người, nhưng chỉ cần chứng kiến đoàn quân lúc nhúc này di chuyển rào rào trước mặt là đã cảm thấy rờn rợn rồi. Cá trích. Một loài cá rất quen thuộc trong ẩm thực khắp thế giới là cá trích.
sinh sống nhiều ở các vùng nước nông ở Bắc Thái Bình Dương và Bắc Đại Tây Dương. Dù thân thể nhỏ nhắn, dài 14-18cm, nhưng khi tập trung thành bầy với số lượng lớn, chúng sẽ tạo ra cảm giác áp đảo vô cùng choáng ngợp đối với các thợ lặn. Đây được xem là loài vật sống thành bầy đàn lớn nhất thế giới hiện nay. Khi đến mùa đẻ trứng hoặc để tránh bị kẻ thù tấn công, chúng sẽ tập trung thành từng bầy nhỏ. Sau đó số lượng tiếp tục lớn dần. Bầy cá giống như một thỏi nam châm cực mạnh, tiếp tục thu hút những bầy cá nhỏ khác cho đến khi kích thước bầy đạt cực đại. Một bầy cá trích có thể bao gồm hàng triệu con, diễu hành một vùng nước lên đến hàng chục km vuông. Thử tưởng tượng bạn đang bơi và bị chúng bao vây mà xem điều gì sẽ xảy ra. Châu chấu. Từ xưa đến nay, châu chấu tấn công vẫn được xem là cơn ác mộng kinh hoàng nhất của mọi nhà nông. Thậm chí người ta còn gọi chúng bằng cái tên dịch bệnh. Bầy châu chấu lớn nhất từ trước đến nay có số lượng lên đến hàng ngàn tỷ con và có thể phá nát cả một vùng đồng quê chớp nhoáng trong vòng vài giờ. Để diệt trừ chúng, người ta phải dùng đến máy bay xịt thuốc chứ không còn cách nào khác vì kích thước của một bầy châu chấu có thể to bằng cả một tiểu bang nước Mỹ. Ở nhiều nước, người ta đã khuyến cáo người dân không được đốt lửa để diệt châu chấu vì có thể gây hỏa hoạn nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng. Dù sao đi nữa, hình ảnh những con châu chấu to bằng ngón tay bay rần rật phía trên mái nhà và bò lúc nhúc khắp mọi nơi là cũng đủ để khiến người ta dựng tóc gáy. Ngựa vằn. Ngựa vằn thuộc nhóm động vật bộ guốc ngón lẻ giống như loài ngựa và lừa. Nhờ đặc điểm cấu tạo này mà ngựa vằn có thể tăng tốc và chạy nhanh hơn trên những địa hình đất đá cứng. Khi những con ngựa vằn di chuyển theo đàn, các sọc vằn trên cơ thể của chúng sẽ khiến những kẻ săn mồi khó có thể phân biệt từng con riêng biệt để đuổi bắt. Mặc dù nhìn tổng thể trong cả đàn thì bề ngoài ngựa vằn khá giống nhau, song mỗi họa tiết kẻ sọc trên cơ thể của từng con lại rất khác nhau và được dùng để nhận dạng như dấu vân tay của con người. Mặc dù tốc độ chạy của ngựa vằn tối đa 56 km/h chậm hơn các loài ngựa khác, song với thế mạnh thể lực ổn định, chúng có thể chạy quãng đường xa hơn so với những giống ngựa khác. Khi bị săn đuổi, ngựa vằn sẽ nhảy theo đường xích sắt, khiến kẻ thù khó có thể chồm tới để vồ trúng. Còn khi bị dồn vào bước đường cùng, ngựa vằn sẽ không ngần ngại nhảy chồm lên phía trước, tung vó đá, thậm chí cắn kẻ đang săn đuổi mình. Bầy ngựa vằn mất khoảng từ 10 tới 20 ngày để vượt qua quãng đường dài khoảng 150 km trên địa hình đồng cỏ savan và rừng thưa châu Phi. Chúng phải đối mặt với cái đói và thú dữ trên con đường di chuyển của mình. Chim cánh cụt. Theo tài liệu của kênh National Geographic, mỗi năm có hàng ngàn chú chim cánh cụt di chuyển thành đàn để tránh cái rét mùa đông ở vùng Nam Cực. Vào mùa đông, Nam Cực trở thành nơi lạnh nhất trên trái đất với nhiệt độ thường giảm xuống mức âm 50 độ C. Khó có sinh vật sống nào có thể tồn tại trong điều kiện lạnh giá như vậy. Ngay khi mùa hè đến, băng bắt đầu tan, chim cánh cụt lại quay về Nam Cực. Mùa hè bắt đầu vào tháng 12 ở Nam Cực khi thức ăn trở nên dồi dào hơn, tạo điều kiện dễ dàng cho chúng kiếm ăn, sinh sản và chuẩn bị cho một mùa đông giá lạnh sắp đến. Bướm Monarch. Hàng năm vào tháng 10, loài bướm Monarch có màu da cam hay màu đen tuyệt đẹp bay đến Pacific Grove, California để tránh mùa đông giá rét. Bướm Monarch làm tổ trên những cây thông và cây bạch đàn. Sự di cư của loài bướm này tạo nên cảnh tượng tuyệt đẹp. Khi chúng bay đi, những tia sáng mặt trời len lỏi qua cánh bướm xinh xắn, tựa như ô cửa sổ tí hon tỏa sáng muôn màu. Chim hồng hạc. Kenya là một trong những điểm ngắm chim hồng hạc, loài chim lội nước sống chủ yếu ở Tây và Đông bán cầu với vẻ ngoài rực rỡ khá lạ mắt. Chúng thường xuất hiện từ giữa tháng 4, tháng 6 tại Kenya và đem lại cho nơi đây một sắc màu tuyệt đẹp của tự nhiên. Từ những đồng cỏ mênh mông tới các bụi cây trong các khu bảo tồn ở Kenya, bạn sẽ dễ dàng nhìn thấy hàng đàn chim hồng hạc đang bay hoặc túm tụm rễ lông trên mặt hồ, tạo nên một cảnh tượng kỳ thú. Trong các địa điểm ở Kenya thì hồ Nakuru là nổi tiếng có nhiều chim hồng hạc trong mùa di cư. Theo thống kê, mỗi năm có hơn 1 triệu chú hồng hạc tập trung ở hồ, khiến nơi đây trở thành một địa điểm du lịch thú vị nhất châu Phi. Trong những năm gần đây, số lượng đàn chim hồng hạc di cư dao động từ khoảng 6.500 đến 250.000 con.
dơi Mexico. Cứ vào tháng 10 mỗi năm, những đàn dơi khổng lồ có thể lên đến 1,5 triệu con sẽ bắt đầu công cuộc di cư từ Mexico đến trung tâm thành phố Austin, Texas. Mục đích của chuyến di cư là tìm thức ăn và ước tính mỗi đêm đàn dơi có thể tiêu thụ số lượng côn trùng lên tới 15 tấn. Cuộc di cư này còn có sự tham gia của những chú dơi con mới đẻ vài tháng. Bởi cả gia đình di cư nên những chú dơi con cũng đã phải bắt đầu chập chững tham gia vào cuộc hành trình này. Cá mập voi. Dù cá mập voi có kích thước khổng lồ, dài hơn 12 mét và nặng khoảng 15 tấn, nhưng loài vật này lại rất hiền và thường sống đơn độc. Tuy nhiên, cứ vào mùa di cư, những đàn cá mập voi lại khuấy động cả vùng biển Mexico. Những cá thể động vật này sẽ tập hợp nhau lại và bắt đầu cuộc hành trình ra khỏi bờ biển phía đông Mexico. Tất cả tạo nên một cảnh tượng cực kỳ đẹp mắt. Cá mập voi sẽ di cư đến các dải đá ngầm ở khu vực miền Tây Úc, cũng như Pemba và Zanzibar ở khu vực ven bờ đại dương của Đông Phi. Mục đích của cuộc di cư này là để kiếm ăn các loài phù du trong biển, và quan trọng nhất là ăn trứng của cá chỉ vàng. Loài cá chỉ vàng đẻ rất nhiều trứng vào giai đoạn này, đây là nguồn dinh dưỡng tuyệt vời cho các cá thể cá mập voi. Linh dương. Một trong những cuộc di cư vĩ đại nhất trong thế giới động vật thuộc về loài linh dương, thường diễn ra hàng năm ở hai nước Tanzania và Kenya. Số lượng cá thể tham gia di cư lên tới 1,5 triệu cá thể. Chúng vượt qua những dải đất, vùng đồng bằng rộng lớn để tìm nguồn cỏ xanh tươi và giàu dinh dưỡng. Tổng quãng đường mà những đàn linh dương sẽ trải qua lên tới 2.800 km. Trong suốt chuyến đi, linh dương sẽ có thêm bạn là những chú ngựa vằn, nhưng cũng phải đối mặt với nhiều mối nguy hiểm đến từ sư tử, báo và cá sấu đang rình rập. Goodbye, Papa, please pray for me. I was the black sheep of the family. You tried to teach me.